Xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại là mình đang còn đứng tại vườn cỏ của công ty TH Trumil. Và trong nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh cho anh chị và các bạn là tốc độ phát triển của cỏ Ruji và cỏ Guinea là nó như thế nào. Thì các bạn, đầu tiên là các bạn xem ở đây là một vườn cỏ là chủ yếu là trồng cỏ Ruji. Và bên cạnh đó thì có một số bụi cỏ Guinea nó chen lấn vào. Thì các bạn biết là khi thu hoạch ấy thì công ty là thu hoạch bằng máy và cắt một lần là nó hết luôn cả nhà nhá. Nhưng mà sau khi quá trình là nó tái sinh lại thì cỏ Ruji lên được từng này, thì cỏ Guinea nó sẽ lên được từng này. Đấy, cùng một lần thu hoạch cùng một lần cắt. Nhưng mà tốc độ phát triển thì các bạn ở đây, các bạn xem là những cái cỏ Guinea nó bị sót lại thì nó sẽ cho chúng ta là đạt năng suất nó sẽ cao hơn, nó phát triển nó cao hơn. Chúng ta cũng đi vào trong này để cho các bạn theo dõi một chút. Đây, khi cỏ Guinea thì nó cao hơn đường này, còn cỏ Ruji thì nó thành thảm, nó bò ở dưới mặt đất này. Thì cỏ Ruji này thì cao ở đây là với khoảng là bằng tầm eo mình thôi. Đây, đến eo của mình đây. Đấy, ở đây là tầm khoảng 1 mét. Còn cỏ Guinea này nó nằm khoảng ở đây là khoảng 1,5 mét đến 2 mét rồi. Thì các bạn xem. Thì hôm nay là chủ đề là so sánh cỏ Guinea và cỏ Ruji. Thì kết luận lại thì cỏ Guinea này thì nó sẽ phát triển, nó sẽ mạnh hơn cỏ Ruji. Để cho các bạn biết là nó phát triển nó sẽ tốt hơn như vậy, đạt năng suất, nó năng suất của nó đạt cao hơn. Nhưng mà tại sao thì công ty TH Trumil người ta vẫn trồng cỏ Ruji này? Tại vì theo như các bạn đã biết rằng vật nuôi của chúng ta đấy, khi mà ăn một loại giống cỏ thì nó chưa đầy đủ chất dinh dưỡng đâu các bạn. Thì mình phải trồng nhiều loại giống cỏ như thế này để thay đổi khẩu vị thức ăn thường xuyên cho nó. Cỏ Ruji này thì thành phần chất dinh dưỡng của nó sẽ khác với cỏ Guinea này. Đấy. Thì các bạn xem, đây là một cây cỏ Ruji. Thì cỏ Ruji thì lá của nó vẫn có lông này. Nhưng mà theo chất dinh dưỡng thì mình thấy là cỏ Ruji này nó chất dinh dưỡng nó cao hơn cỏ Guinea một chút. Tại vì cỏ Guinea thì tỷ lệ thành phần chất dinh dưỡng của nó thấp hơn. Nhưng mà ngược lại cỏ Guinea năng suất nó sẽ cao hơn. Các bạn cứ hiểu như thế này nhá. Cỏ nào càng phát triển nhanh thì tương đương với là chất dinh dưỡng của nó là không nhiều. Ví dụ như là cỏ voi năng suất cao nhất thì chất dinh dưỡng của nó là thấp. Còn cỏ Guinea thì chất dinh dưỡng của nó phát triển nó cũng nhanh, thì không dinh dưỡng nhiều bằng cỏ Ruji này. Đấy, mình so sánh cho tất cả các bạn nữa. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.